nữa. Không bao giờ để mình mất bình tĩnh. Có nghĩa là nó đang làm gì đó chạy tới tạt tay một cái, chạy tới ký đầu một cái, chạy tới hất ra một cái. Ví dụ như mình muốn can ngăn để nó không có gì á, mình chạy tới, mình lôi nó ra từ từ, chứ không phải là đẩy xô nó ra, làm một cái kiểu rất là giống như mình không có kiểm soát được mình. Mình đang vậy mình ký đầu nó, hoặc là mình đang vậy mình đạp tay nó một cái, rồi đang vậy mình hất ra một cái, mình đang vậy mình xô ra một cái. Những cái kiểu đó nó làm cho mình á, là một cái hình ảnh của bà mẹ là không biết kiểm soát cảm xúc là gì. Nổi điên lên và nổi khùng lên. Và sau này á, nó y chang mình. Nó cũng hất ra, nó cũng la lớn, nó cũng nạt lớn. Cũng như vậy. Rồi một cái phần nữa là như Biên nói cái like nào đó cũng có về nuôi dạy con chút chút á, thì mình không bao giờ mình đứng từ phòng này mình la qua phòng kia, đứng dưới lầu la trên lầu, hoặc là đứng ngoài với la vào trong, mà mình phải tới gần bé để mình nói. Mình gần tới bé để mình nói chuyện. Ví dụ mình muốn con xuống ăn cơm thì mình phải chạy lên trên lầu, đứng sát cái mặt của nó, nó con xuống ăn cơm, chứ không phải cứ Lan à xuống ăn cơm, Lan à sao tao đang gọi qua mày không nghe mày, không được. Mình phải chạy tới thì mình tập thói quen đó, thì mai mốt nó cũng vậy. Nó không có đứng nó với ai hết, nó không đứng nó la ôm sòm, nó không có làm những cái việc đó. Rồi khi mà mình nói với bé như này tình á, những cái đứa bé nhỏ là mình phải quỳ gối xuống và nắm tay và nhìn vào mắt bé để nói. Tại vì bé mình đứng trên mình nói xuống á, bé không có nghe. Cái tần số nó cũng cao, xa xôi quá, và nó không nhìn thấy mắt mình, nó không cảm nhận tay mình thì nó không nghe. Mình nói những cái gì quan trọng mình phải quỳ xuống, và cái mắt mình nhìn vào mắt nó, tay mình nắm tay nó. Mình Nathan, mẹ nói cái này con nghe nha. Đó, là mình phải như vậy. Khi nó ngồi là mình phải ngồi, khi nó nằm mình nằm, khi nó đứng mình đứng. Cái cơ thể mình lúc nào cũng ngang bằng và giống nó mới được. Chứ mình không thể nào mình đứng cao và mình nói em bé dưới thấp, nó không nghe được. Vậy con, nó luôn có những cái mâu thuẫn gọi là những cái mâu thuẫn tức thời. Có nghĩa là trong gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Nhưng mà những cái mâu thuẫn tức thời đó, nó không đại diện cho mối quan hệ giữa mình với con, cũng không đại diện cho mối quan hệ giữa mình với chồng. Có nghĩa là sẽ có những xung đột, nhưng mà bạn đừng có vì cái xung đột đó mà mình quy luôn cái mối quan hệ mình như vậy. Ví dụ có những lúc Lan nó nói mẹ, mình nói là tại sao con thức khuya vậy, I have to do project, và là cái giọng nó raise lên, nó cao hơn bình thường, có nghĩa là giống như nó sao mẹ không hiểu gì hết trơn nha. Thì nó luôn có những cái phần nó làm mình tục hứng, có nghĩa là nó làm mình buồn á, và mình giận á, có nghĩa là ủa sao con cái mình nói chuyện gì kỳ cục vậy, mình dạy nó biết bao nhiêu mà nói chuyện kỳ cục vậy. Thì thật ra những cái mâu thuẫn đó nó sẽ tức thời thôi, nó là một cái gì gọi là accident thôi. Cho nên á là mình luôn á, mình đừng bao giờ vì một câu nói của con mà làm cho mình á phải lo lắng quá độ. Ví dụ như con nó nói một cái phần gì đó mình có cảm giác như nó không tôn trọng mình, hoặc là mình có cảm giác nó không yêu thương gì mình hết, thì mình đừng có lo lắng. Tại vì á, con của mình á, bạn phải tin một điều rằng á, cả cuộc đời này nó không thể nào nó không yêu mẹ nó hết. Và cả cuộc đời này nó sẽ tôn trọng mẹ của nó. Cái việc nó đang nói đó, nó không theo ý của mình thôi. Nó là cảm xúc tức thời của nó thôi. Và nó là cảm xúc tức thời của mình thôi. Không phải là mối quan hệ giữa mẹ con mình nó tệ như vậy đâu. Mà bạn phải chắc chắn cái niềm tin này là con không hư được. Con sẽ là cái người yêu thương mình nhất, và con là cái người tôn trọng của mình. Thì những cái câu nói nó đột biến đó, những câu nói mà có vẻ như là accident đó, bạn từ từ bạn xử lý. Bạn từ từ xử lý, đừng có quá là phải xử lý liền. Ví dụ như con á, nó nói một câu hỗn hào mình làm mình buồn quá, mình đừng có xử lý liền. Và đừng có nghĩ rằng ồ cái đứa này là dạy không được. Không phải, nó tâm nó sẽ tốt, nó là một đứa bé, nó sẽ yêu thương mình, nó sẽ tôn trọng mình.
chứ không, nó không bao giờ mà nó không yêu thương mình được hết á. Không có đứa con nào nó không yêu thương mẹ nó đâu. Nó giận mẹ nó thì có, nhưng mà nó không thể nào không yêu thương mẹ nó. Bạn phải tin cái điều đó. Và cho nên á, những lúc mà Lana nó có nói những cái điều gì mà mình nghĩ là mình không có dạy nó, thì mình hiểu đó là cảm xúc tức thời của nó. Mắt nó có thể rươm rướm, rồi nó nói tại sao mà mẹ lại trách oan con như vậy. Thì mình hiểu đó là cảm xúc tức thời. Và trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái khoảng như vậy, gọi là những cái khoảng mà cả hai đều có mâu thuẫn, cả hai đều có cảm xúc. Thì mình đừng có vì một cái khoảng đó mà mình chơi tới nó mới bến luôn. Mình không vì cái khoảng đó mà mình làm mình mất bình tĩnh. Mình nói là tao sinh ra cho mày vậy mà mày hổn như hay mày biết là tao cực khổ như vậy, rồi mình lại tuôn ra những cái lời tổn thương. Mình thì tóm lại cái ý này là như vậy. Khi mà bạn dạy con tuổi teen, nó sẽ có những cái lúc nó làm cho mình không có vui. Nhưng mà bạn phải hiểu đây là nó sẽ tới và nó sẽ đi, nó giống như sao băng á. Nó giống như sao băng á. Nó xẹt tới rồi nó xẹt đi. Mình từ từ giải quyết, mình thu về. Khi con trả lời buồn như vậy, mình thu về, mình suy nghĩ thêm. Ha, mình thu về, mình suy nghĩ thêm. Mình hiểu rằng đây là một cái accident. Đây là một cái gọi là một cái như là sao băng, nó tới rồi nó sẽ đi. Còn cái việc dạy con á, mình sống như thế nào á, là cả cuộc đời mình chứng minh với nó, chứ không phải giây phút nó không đâu. Rồi một cái ý mà Biên nói á, những cái mâu thuẫn với con xảy ra như thế nào á, là bạn đừng có nhìn là con bạn xấu như thế nào, mà bạn hãy nhìn mình đã làm tốt chưa. Có nghĩa là khi đó mình đừng có sợ là con ồ bất hiếu như thế nào, con hỗn hào như thế nào, mà mình phải lo cái phần mình là mình phản ứng lại với nó như vậy là đã làm người mẹ chuẩn chưa. Bạn hiểu không? Nếu mà con hỏi đứa con nó hỗn, nó mẹ mẹ cái gì cũng là nóng tính, mẹ cái gì cũng đổ thừa, mẹ không bao giờ nhìn là mẹ đi, thì nó nói hỗn như vậy thì không phải là mình lo sợ phần hỗn của nó, mà mình lo cái phần phản ứng của mình nè. Khi nó nói như vậy, mình có nổi điên lên mà mình choảng nó hay không, hay là mình nói với con á là có lẽ như mẹ với con có sự hiểu lầm ở đây, cho mẹ thời gian suy nghĩ, cho mẹ nói chuyện lại với con. Đó là cái cách mà nó học mình cái cách phản ứng đó. Cho nên những cái trường hợp mà nó nóng bỏng như vậy, nó dầu sôi lửa bỏng như vậy, bạn phải càng chứng minh cho con bạn xử lý nó tốt như thế nào. Bạn phải chứng minh được cái điều đó là cho dù cái trường hợp này nó rất là mâu thuẫn nha, nó rất là giận nha, nhưng mà mẹ vẫn xử lý được, thì nó sẽ học cái cách xử lý của mình. Cho nên cái lúc mà đó, khoan để vấn đề chất lượng của nó đã, mà hãy để cái phần hành xử của mình đã đúng trong cái trường hợp đó chưa. Nếu mà tất cả các trường hợp bạn đều hành xử đúng thì bạn đâu có lo con của mình sai được. Những cái bạn mà sống chuẩn, những cái bạn mà sống bình an, những cái bạn biết sống, biết hành xử thì không lo con của mình hư được. Nó sẽ giống mình, nó sẽ nhất định nó sẽ giống mình mà thôi, nó không giống người khác được. Chút nữa mình sẽ cái phần mà mình không nói xấu người khác trên phone, hoặc mình không chê bai người trong họ hàng, hoặc là mình biết ơn cuộc sống, thì chút nữa mình sẽ qua cái phần đó, là cái phần mà dạy nhân cách cũng như là các cái năng lực cho con để sống bình an, cũng như là cái năng lực cần thiết á, thì chút nữa mình sẽ qua. Mình có ghi ở đây nhưng mà thôi, để chút nữa mình nói kỹ hơn. Rồi mình phải tập cái cách xin lỗi con. Mình tập xin lỗi con. Mình phải trong tất cả các tình huống, để mình chút nữa cái phần mà nhận trách nhiệm về mình á, thì mẹ dạy cho con cái cách xin lỗi cũng là bằng cách là mình phải làm nhiều việc đó với con. Có nghĩa là khi mà con đi học trễ thì mình cũng nói là cái lỗi mình ở đâu ở trong đó, để xin lỗi con. Rồi mình phải nói với con xin lỗi rất là nhiều, để sau này nó biết, nó học cái cách của mình để xin lỗi người khác. Khi đi ăn nhà hàng, khi ai đó hỏi bé, mình không có quyền trả lời thay cho bé. Ví dụ như hỏi con mấy tuổi, thì là bạn phải ngồi đó rất là kiên nhẫn để cho bé trả lời.
khi con người ta hỏi con thích màu gì, mình không bao giờ nói nó thích màu hồng, mà hãy để cho bé trả lời. Khi mà mọi người hỏi con mình á là ô chị Biên, Lana nó thích màu gì, chị Biên nó thích đồ chơi gì, thì mình phải lấy Lana tới, nói Lana, chị Ly nói là con muốn thích màu gì, con có thể nói cho chị Ly là con muốn màu gì được không? Cho mình không thể nói trên phone với chị Ly, à Lana nó thích màu tím, à Lana nó thích cái này đó kia. Mình không thể đại diện cho nó được. Hãy để cho con mình lên tiếng và nói. Cũng như khi đi nhà hàng ăn, không bao giờ chọn món cho con, mà hãy để cho nó chọn. Khi mà bạn ra nhà hàng kêu bún, kêu nước lèo, kêu phở, kêu gì đó, hãy để nó chọn món của nó. Cho dù nó chọn là hamburger, cho dù nó chọn cái món mà không có healthy, thì bạn cũng phải để cho nó chọn. Con của mình đi ăn nhà hàng ngầu lắm luôn á. Không bao giờ nó chọn món appetizer, nó chọn món chính, nó chọn salad, nó chọn tất cả các gì trên salad, nó chọn dessert, cho nó chọn nước uống. Nó đi nhà hàng là nó có thể chọn những cái món đó, chị không có thể không mình được. Thằng Lê Tân thì thích Sprite, Lana thì thích lemonade, Anna thì thích coke. Ở nhà thì mình không sót những cái thứ đó chị nó uống. Nhưng mà khi nó ra nhà hàng rồi á, là mẹ forget mẹ. Có nghĩa là cái người tới họ hỏi món ăn á, là cứ nói chuyện, nay tình cũng vậy. I want the apple sauce, you have the Sprite, I love Sprite, nay tình á. Rồi, what you want for the dinner, là mấy chị rành lắm, mấy chị order đồ cho mấy chị. Rồi tới đồ của mình là mình order nha. Là này em nàng ngầu lắm. Chuyện đi nhà băng, apply trường cho Lana sắp sau, năm sau lên school, hay là những cái việc mà trả tiền credit card, hay là những cái việc mà áo, Lana em làm hết. Chị để cho nó làm hết, chị cứ đưa số credit card cho nó thôi, đưa số cho nhà băng, nó làm hết. Bây giờ cái gì nó cũng biết làm hết, cái gì nó cũng biết làm hết. Nó giỏi lắm. Ví dụ như là đăng ký với internet, bất cứ cái gói hàng gì mà về install, ví dụ như là mua cái máy hút bụi từ đồng iRobot về, là chị đưa cho hai đứa nó tự lắp ráp, mua ghế về hai đứa tự lắp ráp, mua kệ về hai đứa tự lắp ráp, mình thảy cho nó. Nó bắt đúng bắt sai gì là thảy đó, không bao giờ mình làm hết á. Những cái đồ lắp ráp á là để cho con tự cái nó đọc, tự nó tìm hiểu, tự nó làm. Rồi, đó là cái việc đồ ăn cho con, nó order với là một cái phần. Bạn biết rằng á, phải dạy cho con rằng á, pizza, Coca-Cola hay là bacon, nó không kẹo, nó không phải là đồ ăn độc hại. Không có nghĩa là mình không có được ăn, mà những cái thứ đó mình ăn được, nhưng mà ăn trong giới hạn. Bạn phải, cái này rất là nhiều bà mẹ, có nghĩa là con không được đụng tới luôn, con không được đụng tới những cái đồ này, không được. Đó là food, đó ăn được, và bạn lâu lâu nó có thể thưởng thức những cái món này được, nhưng ở một cái limit thôi. Nếu mà nhiều quá thì nó làm mình bị tiểu đường, hay là mình sẽ bị lở loét, hoặc là mình bị diabetes. Chứ không phải là những cái món này là con không thể nào mà con ăn, mà ăn trong giới hạn chừng mực. Mà người lớn mình cũng vậy. Để cái này tránh phán xét, cái này tránh phán xét, là khi mà một người khác, người lớn mình hay phán xét là nói ủa tại sao cho con ăn nhiều như vậy. Khi mà chị đi lên trên cruise ship á, thì chị cũng cho nay tình ăn kẹo, tại vì nó đi chơi mà, là cả năm nó không được ăn thì bây giờ nó được ăn. Thì có một cái bạn mà cũng không có biết mình á, bạn nhìn mình có lẽ là mình nói trời tại sao chị Biên lại cho con chị ăn kẹo nhiều thế. Thì không phải, bạn phải cho con mình enjoy những cái thứ đó mà ở limit thôi, phải nói cho nó hiểu như vậy. Mà mình cũng nên hiểu như vậy, tại vì Biên thấy có nhiều mẹ quá gắt gao đi, có nghĩa là không cho con đụng tới khúc luôn, không cho con đụng nước ngọt luôn, có nghĩa là nguyên tháng nguyên năm không được đụng luôn á. Như vậy nó cực đoan quá. Rồi, ý nữa là sai vặt. Sai vặt
con không có sai vặt con nhiều. Sai vặt con á là nó thể hiện cái phần thiếu phần trách nhiệm của mình ở trong đó, có nghĩa là những cái việc mình làm mà mình lại bắt người khác làm á. Cho nên bạn sai có nhiều, cha mẹ sai con quá nhiều, sai vặt con quá nhiều đi, đi lấy cái này đi lấy cái kia, tại vì bạn lười biếng, bạn lười biếng, bạn không muốn dời cho chỗ, bạn ngồi đó bạn sai từ đầu đến cuối. Sai vặt á, nó làm cho người khác rất thấy là buồn. Cái người bị sai á, họ rất thấy buồn, họ làm họ không vui, họ không có vui trừ khi họ tự nguyện. Và ở cái người mà bị sai vặt á, nó có cảm giác bị động, có nghĩa là cái người đó phải lắng nghe bất cứ cái order gì của người kia, không có sự respect gì ở đây hết. Cho nên á, nếu mà bạn là một người lười biếng á, cũng rất là khó dạy con. Có những cái việc á, là bạn phải tự đi lấy, tại vì không có ai muốn sai vặt hết á. Tại vì bạn sai vặt con á, sau này bạn sẽ sai vặt chồng, hoặc là bạn sau này bạn sẽ sai vặt vợ, và vợ chồng đó không muốn bị sai vặt. Có nghĩa là anh sao anh không đứng dậy anh lấy đi, sao em không đứng thì em lấy đi, tại sao em phải bắt tôi lấy. Cho nên trong cái việc sai con á, bạn đừng có hỡn tí là bắt nó làm, hỡn tí bắt nó làm nha, nó rảnh quá, bạn phải coi lại. Rồi một cái việc nữa là giật đồ trong tay bé. Mình nói là không bao giờ mình con nít mà mình giật đồ trong tay của bé hết. Cái điều đó là cấm kỵ. Nãy Tình nó hay nói, nó mẹ gấu giật đồ từ tay con. Nó mẹ vậy đó. Là mình nói á là con phải đưa đồ cho mẹ à, hoặc là Lana, Anna muốn lấy đồ của Nathan á là phải hỏi Nathan can I have it rồi mới lấy. Nathan đưa rồi mới lấy. Rồi nếu mà Nathan không đưa thì Lana, Anna nói if you not give to me I will have to take it from your hand. Có nghĩa là nếu mà Nathan không có đưa cho chị á thì chị bắt buộc phải lấy từ tay Nathan. Có nghĩa là phải hỏi nó trước. Ok. Thì có nghĩa là giật, nhưng mà giật sau khi 2-3 lần attempt hỏi, chứ không phải là không giật. Nhưng mà không có phải chạy tới đưa đây xong giật cái. Mình quan sát mình thấy rất nhiều mẹ bị cái lỗi này. Rất nhiều mẹ bị cái lỗi này là con đang làm gì đó chạy tới giật cái khỏi tay bé. Mình có thể lấy khỏi tay bé được. Như là này anh à nó nói, mình chỉ cho nó là con có thể lấy từ tay Nathan, nhưng mà trước hết con phải hỏi Nathan trước là can I have it, hoặc là can you give it to me. Và nếu Nathan không có đưa, nó cứ vú vú á, nó khóc á, thì Lana Anna nói một câu tiếp nữa, if you not give it to me I have to take from your hand. Có nghĩa là nếu mà Nathan không đưa cho chị á, chị bắt buộc phải lấy đó nha. Rồi lúc đó nó đè ra nó lấy. Lúc đó nó đè ra nó lấy. Rồi một thằng thì khóc, take from me, from my hand. Là này là nó lấy, tại vì nó được dạy rồi. Nếu mà hỏi mà không đưa là lấy. Cũng vui lắm. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cha mẹ không được giật đồ từ tay con, mà phải hỏi nó. Mà nếu nó không đưa thì nói là I have to, because I have to. Rồi cái câu trả lời bố mẹ đang bận, có nghĩa là cái câu này bạn phải không có xài rất là ít. Bạn không thể nào nói ba mẹ đang bận. Ví dụ như bạn đang trên phone thì bạn có thể ngưng cái phone lại. Ví dụ như bạn nói thôn với người bạn gái đang bà tám gì đó, nay tình tới nó giật nó mẹ mom I want to drink, có nghĩa là đang mẹ con muốn uống nước. Thì bạn phải học cái cách là ngưng câu chuyện trên phone. Bạn phải học cái cách ngưng câu chuyện trên phone để nói chuyện với Nathan. Rồi bạn nói chuyện trên phone, hey, mình nói với cái tụi Mỹ hay gì đó, nói con tao đang cần tao, mày có thể đợi tao một chút không? Thì mình quay lại mình nói chuyện với Nathan, hoặc mình đi lấy nước cho nó rồi mình quay lại phone. Mình phải học cái cách gián đoạn những cái việc mình làm để lắng nghe con mình nói. Tại vì con mình mới là quan trọng. Những cái việc khác, công ty hay gì đó, hay là tóm, hay là mình đang trên chuyện mà nói chuyện record, ví dụ như là trên online, hay là mình đăng ký mua insurance, hay là mình đăng ký mua nhà, mình phải học cách gián đoạn phone để nói chuyện với con. Mình không thể nạt con ba mẹ đang bận.
người trên phone họ luôn phải hiểu mình, họ luôn luôn phải hiểu là mình đang cần phải xử lý thằng nhỏ. Mình đang cần xử lý thằng nhỏ, mình phải học cách là nói ba mẹ đang bận. Mình phải học cái cách nói với những cái người trên phone đó, không, mày có thể cho tao một vài phút không, tao cần xử lý thằng bé, hoặc là thằng bé tao đang cần uống nước, rồi mình đi làm đi, rồi mình quay lại. Trên phone người ta đợi mình, không có ai mà hấp hối gì ở trên đó hết á. Everyone can wait, if you can't wait and call back, anyone can wait. Chứ mình đừng có, mình hãy đặt bé quan trọng, tại vì sau này nó sẽ lắng nghe người khác. Tại vì cái người trước mặt mình là cái người quan trọng nhất. Những cái thứ khác từ từ xử lý sau. Cho nên nó sẽ biết cái cách xử lý người trước mặt. Thì cái người trước mặt mới thấy được quan tâm. Sau này nó có bạn gái thì bạn gái nó đang buồn hay gì, nó sẽ quan tâm cái người đối diện, chứ phải không quan tâm những cái chuyện khác. Bạn phải học cái cách gián đoạn. Rồi, mọi người, nếu mọi người thấy hay thì